người ha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nói tới cái vấn đề là e ngại, lo sợ của những chị em, nhất là những chị em bắt đầu vào tuổi gần 30 trở đi, là sẽ có những cái dấu hiệu về sức khỏe như thế nào. Đầu tiên sẽ có những cái vấn đề như là da đi xuống nè, sức khỏe đi xuống, cũng như là có những cái nếp nhăn và những cái vết nám trên da cũng nhiều. Và cùng với đó là sự thay đổi về nội tiết tố cho cơ thể của mình nữa. Thì nó sẽ khiến các chị em sẽ gặp những cái vấn đề không được thoải mái cho cơ thể nè, những cái triệu chứng do cái vấn đề này thiếu hụt nội tiết tố nó gây ra như là khó chịu, mất ngủ hay nóng tính nè, và những cái dấu hiệu này thì chúng ta cần phải khắc phục như thế nào. Đây chính là sản phẩm mà mình đang sử dụng và mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các chị em, đó chính là sản phẩm viên u đẹp da tối nữ Da Taco. Thì cái sản phẩm này thì có những cái thành phần như thế nào mà nó lại tốt như thế? Cái sản phẩm này thì gồm có những cái thành phần như là sâm tố nữ nè, bột tảo sắn nè, mâm đậu nành nè, collagen, vitamin E và cao ít mẫu và những cái thành phần tốt khác. Với những cái thành phần trên thì nó có những công dụng như là làm đẹp da nè, hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, cũng như là giúp cải thiện những cái biểu hiện do sự thiếu hụt của tiết tố nữ. Và nó giúp cho chúng ta là làm giảm nếp nhăn nè, làm căng mịn da nè, trắng sáng da. Thường như là mình đi ra đường thì ai cũng khen mình là trẻ hơn so với tuổi cả, và mình cũng cảm thấy là cơ thể của mình cũng khỏe khoắn hơn. Và cái sản phẩm này thì sử dụng rất là đơn giản, chúng ta uống một lần 2 viên và mình ngày nào thì mình cũng uống như thế. Đây là viên bên trong cho mọi người xem ha. Viên bên trong như thế này. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ uống 2 viên ha. Đó. Uống rất là đơn giản luôn. Một ngày 2 đến 3 lần thôi. Thì sau một thời gian sử dụng cái này thì mọi người nhìn thấy là nó cũng giúp tăng vòng một nè, và tăng cái sự ham muốn trong chuyện chăn gối nữa, và cũng sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe hơn, bớt cấu gắt nè, da dẻ đẹp hơn. Đối với mình á, theo mình suy nghĩ á, thì đã là phụ nữ thì chắc chắn là những cái vấn đề như mình nêu trên thì theo vấn đề thời gian thì chắc chắn sẽ gặp phải thôi. Chúng ta chỉ cần là lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp cho bản thân, cũng như là nó có hiệu quả và chất lượng an toàn, thì chúng ta sử dụng để chúng ta cải thiện cái sức khỏe tự tiết tốt cho cơ thể của mình thôi. Cái sản phẩm này không phải là thuốc, nó là một cái sản phẩm hỗ trợ, nên mọi người có sử dụng không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe cả. Bye bye mọi người, và chúc mọi người có thể là có cách để chúng ta có thể là duy trì được cái nhan sắc và vẻ đẹp của mình ha.